ta? Thứ nhất là mục tiêu thì buổi tối ngày hôm nay là chúng ta có 8 mục tiêu. Cái thứ nhất là chúng ta nhận diện được tủy tạo huyết. Cái thứ hai là chúng ta nhận diện được các tế bào máu ngoại biên. Mục tiêu thứ ba là nhận diện được cái cấu trúc mô học của tuyến ức. Cái thứ tư là nhận diện được cái cấu trúc mô học của hạch bạch huyết. Mục tiêu thứ năm là nhận diện được cấu trúc mô học của lách. Mục tiêu thứ sáu là nhận diện được cấu trúc mô học của mô lympho niêm mạc. Mục tiêu thứ bảy là nhận diện được hình ảnh mô học, hình ảnh mô bệnh học của tủy tạo huyết. Và mục tiêu thứ tám là nhận diện được những tổn thương ác tính nguyên phát và thứ phát của hạch bạch huyết. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi các mục tiêu này ha. Thì cái thứ nhất đó là về về cơ quan tạo huyết đó, thì chúng ta biết rằng đó là tủy tạo huyết nó là cái cơ quan chính phải không ạ? Thì trong cái slide này là có ba cái hình muốn cho các em xem ha. Cái hình thứ nhất đó, là chúng ta sẽ thấy ở đây là cái phần của cái xương đây, đây là cái mô xương đây, đây là mô xương đặc. Cái phần xương này đó chính là cái phần xương xương ống đây, chủ yếu là chúng ta đang nói là nói ở phần xương đùi đấy ha. Thì ở đây là cái phần phần cái mô mô xương, cái mô xương này, mô xương ống. Đương nhiên là chúng ta biết rằng ở phía trên mặt ngoài này là chúng ta có vỏ xương đúng không ạ? Chúng ta có mô xương và trong đó thì chúng ta có cái phần phần tủy nằm ở trong tủy xương ha. Đấy. Thì cái hình thứ đây là cái hình ở cái độ phóng đại nhỏ khi mà chúng ta xem ở cái lam mô học ha. Trên cái hình này chúng ta thấy những cái cấu trúc mà nó trắng nè, nó sáng màu, nó hình tròn thế này nè, đây nó có cái hiệu chữ A nè, ở đây là chỉ là mô mỡ đấy ha. Còn giữa của các tế bào mỡ thì chúng ta có là những cái tế bào máu gốc, các tế bào máu gốc nó khác nhau. Thì trên cái hình này chúng ta có thể thấy được hai cái tế bào máu gốc mà rất là rõ, đây là tế bào mẫu tiểu cầu đây ha. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng đương nhiên chúng ta sẽ thấy được đây là có những cái xoang mạch máu đây ha, để mà nó vừa cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào máu nhưng đồng thời nó cũng là cái nơi tiếp nhận máu, những cái tế bào máu trưởng thành thì nó tiếp nhận. Về cái phần lý thuyết mà hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu nó đi ra từ trong mô tủy, nó đi vào trong mạch máu như thế nào, trong lý thuyết chúng ta đã nêu ra rồi thì không nêu đây nữa. Cái hình thứ hai thì là cái hình độ phóng đại lớn, chúng ta cũng thấy được rõ ràng đây là cái phần cái xương đặc đây ha, và bên trong thì nó chứa đựng tủy xương phải không ạ? Trong tủy xương này chúng ta có thể nhìn thấy được rõ hơn tế bào này, đây là tế bào mỡ đây ha. Cái mũi tên này đang chỉ vào nhân của tế bào mỡ đây, và chúng ta có hai cái tế bào của cái mẫu tiểu cầu, kích thước nó rất rất là lớn so với những cái tế bào khác. Thì trên cái lam ở mức độ như thế này chúng ta chỉ nhìn thấy được đây đó là những cái tế bào máu gốc thôi, còn nó của dòng hồng cầu hay là dòng bạch cầu hạt hay là cái dòng bạch cầu đơn nhân hay bạch cầu không hạt đó, thì chúng ta chưa có nhận diện được ha, và mục tiêu cũng không đọc các em nhận diện được. Rồi như vậy thì chúng ta nhìn đây chúng ta biết đây là một cái lam sinh thiết tủy xương ha. Cái hình thứ ba bên phải này là cái hình đó mà làm tủy đồ. Thế thì sinh thiết tủy xương với tủy đồ thì nó khác nhau chỗ nào? Cái sinh thiết tủy xương đó là chúng ta làm cái động tác sinh thiết không, mà đây là một cái bệnh phẩm của phẫu thuật. Chúng ta cắt một cái mẫu mô rồi chúng ta tiến hành chúng ta xử lý qua cái quy trình mô học. Rồi sau đó chúng ta cắt ra cái lam thì chúng ta nhuộm hematoxylin oxide thì nó ra hai cái hình đầu. Còn cái hình tủy đồ này thì nó lại khác đi. Cái hình tủy đồ này á, là người ta lại làm tủy đồ bằng cách là người ta chọc vào trong tủy, người ta chọc vào trong tủy rồi người ta mới hút hút cái tủy ra phải không ạ? Rồi người ta mới phết lên trên cái lam, phết mỏng trên lam giống như là phết máu ngoại biên vậy đó. Và như vậy thì người ta đem ta nhuộm nhuộm gem sang để mà người ta đọc mà dưới kính hiển vi không? Thành ra là trên cái hình thứ ba này là cái hình mình gọi là hình tủy đồ. Thì trên cái hình tủy đồ này chúng ta sẽ thấy được cái gì bị chọc vô như vậy thì chắc chắn là nó chọc vô trong những cái mạch máu này không, mà những cái mao mạch tiểu xoang phải không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ rút ra được có rất là nhiều hồng cầu,
nó lẫn vào trong đó là nó có những cái tế bào, những cái tế bào máu khác nhau, phải không ạ? Thì trên cái hình này á, thì vì nó chọc vô, nó chọc vào trong cái mạch máu, nên chúng ta thấy là thứ nhất là hồng cầu trưởng thành nè. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được những cái tế bào máu gốc nó nằm lẫn ở trong này, là có nghĩa là cái cây kim nó vừa vào trong cái mạch máu mà nó vừa vào được tủy xương, cho nên là nó sẽ cái phết tủy đồ này nó ra cái hình ảnh là nó vừa có tế máu ngoại biên mà nó vừa có tế bào trong tủy xương. Thì ví dụ tế bào máu ngoại biên này chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng được hồng cầu ha, hồng cầu đây là những cái hồng cầu đây, chúng ta cũng thấy được những cái như là lympho bào nè, chúng ta cũng thấy được bạch cầu đa nhân nè, phải không ạ? Đây chúng ta nhìn thấy phần lớn là bạch cầu đa nhân trung tính. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được những cái tế bào, ví dụ như đây thì chúng ta vẫn nhìn thấy được đây là những cái tế bào tủy nè ha. Rồi đây là cũng là một cái dạng lympho bào lớn đây, những cái tế bào tủy khác. Thì đó là những cái hình ảnh mà chúng ta làm trên cái tủy đồ này. Về cái kết quả tủy đồ á, là người ta muốn đánh giá gì, người ta muốn đánh giá cái thứ nhất là cả cái những cái hình dạng của những cái tế bào tủy nó nằm ở trong 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 cái tủy đồ này như thế nào, vì chúng ta chờ kết quả giải phẫu bệnh của cái sinh thiết tủy xương thì nó sẽ lâu hơn. Còn cái tủy đồ này thì chúng ta sẽ có thể chúng ta đánh giá được sớm hơn, để chúng ta nhìn thấy coi những cái tế bào bất thường, những tế bào ác tính, những tế bào non nó có nhiều hay là không. Cái phần tủy đồ là như vậy, hay là chúng ta sẽ đánh giá là cái tủy đồ này là nó rất là nghèo tế bào tủy, thì đó phần tủy đồ giúp cho chúng ta là như vậy. Rồi cái hình đó mà ký hiệu của cái chữ R này là gì, đó là chỉ vào cái hồng cầu ha, còn chữ B là nó chỉ vào trong những cái mảnh vỡ của tiểu cầu đây. Rồi chúng ta đó là cái phần của cái tủy xương ha. Thế giờ tủy xương thì chúng ta nhận diện được cái gì? Thứ nhất đó là nhận diện được cái cấu trúc của tủy xương, và chúng ta thấy được cái phần phần màng xương này, chúng ta cái phần tủy xương không, trong tủy xương này nó có những tế bào mỡ ha, và cái tế bào đầu dòng, hay nói cách khác là những cái tế bào của cái tế bào của những cái dòng khác nhau. Trong riêng cái hình này chúng ta thấy được đây là cái tế bào cái đại bào của tiểu cầu. Trên cái hình tủy đồ này thì chúng ta nhìn thì chúng ta biết này là tủy đồ nha, nó nghĩa là vừa có máu ngoại biên mà vừa có những cái tế bào tủy. Trên này là trên cái máu ngoại biên, cái máu ngoại biên này cái hình ảnh này ở đâu có, là người ta sẽ dùng một cái cây kim, một cái kim tiêu chuẩn, nó gọi là cái lăng xét, đúng không ạ? Nó có cái đầu 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 đâm nhọn tiêu chuẩn, người ta dùng để đâm vào trong cái đầu ngón tay, cái mặt bên của đầu ngón tay được thường người ta đâm vào cái mặt bên của cái ngón nhẫn, đúng không ạ? Nghĩa là cái ngón đeo nhẫn đó, thì chúng ta có cái mặt 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 lưng và mặt bụng, hay là mặt lưng và mặt gan, thì người ta thường thường ta đâm ở cái mặt bên đó. Vì ở những cái mặt đó là nó ít tiếp xúc, cho nên là sẽ đỡ đau hơn. Khi mà sau khi mà đâm kim nó rồi, chúng ta tiếp xúc và cầm nắm thì nó sẽ rất là đau, ta đâm mặt bên thì đỡ đau hơn. Thì khi người ta đâm như vậy á, thì cái người ta sẽ nặn những cái giọt máu, rồi giọt máu này nặn lên cái lam, trên cái lam, rồi người ta mới trải cái lam mỏng ra. Thì khi đó thì người ta sẽ đem người ta nhuộm cái gem sa, thì khi mình trải mỏng nó như vậy thì nó sẽ có chỗ là nó rất là dày, nhưng mà sẽ có chỗ thì nó được dàn mỏng ra. Thì đây thì chúng ta đang khảo sát cái khu vực mà nó đang dàn mỏng ra đây. Thì trên cái lam vết máu ngoại biên này, trên này thì người ta sẽ thấy được gì, chúng ta thấy được rất là nhiều hồng cầu, phải không ạ? Thì hồng cầu chiếm tỷ lệ cái số lượng rất rất là nhiều trong máu chúng ta, nhưng chúng ta nhìn thấy hồng cầu là đương nhiên. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể nhìn thấy trên này là chúng ta thấy được có những cái lympho bào đây ha. Những cái chấm này giống như những cái hạt tiêu này, những chấm này nó là lympho bào đây. Xong sau đó chúng ta cũng sẽ có những cái tế bào, nó là những cái bạch cầu, bạch cầu đa nhân này ha. Chúng ta sẽ nhìn thấy được phần bạch cầu đa nhân, ở đây có một cái bạch cầu đa nhân, ở đây chúng ta cũng có được một cái bạch cầu đa nhân. Và trên cái hình này thì chúng ta sẽ ở cái độ phóng đại này, chúng ta sẽ không có nhìn thấy rõ, không nhìn thấy được tiểu cầu ha. Thì cái cách đó mà người ta xem cái lam là người ta cũng tương tự như vậy, ta xem trong cái lam máu ngoại biên, ta xem coi coi cái hình dạng hồng cầu nó có bất thường hay là không. Nó đương nhiên là người ta sẽ xem coi nó có kích thước, nó có đều nhau hay không, hay là có những cái hồng cầu bình thường, có những cái hồng cầu bất thường chẳng hạn. Ví dụ ta nhìn thấy là hồng cầu hình liềm chẳng hạn,
đó. Hoặc là người ta sẽ nhìn thấy được cái hồng cầu lưới nếu trong trường hợp mà bệnh nhân bị thiếu máu cấp, có thể thấy được cái hồng cầu lưới, rồi người ta sẽ nhìn thấy được những cái tế bào khác đó, như là bạch cầu, chúng ta nêu ra là bạch cầu hạt phải không ạ, và bạch cầu đơn nhân trong đó có lympho bào, xem có số lượng của nó như thế nào và nó có những cái hình ảnh của những cái tế bào bất thường hay không, tế bào lớn hay không. Nếu mà nó có những cái hình ảnh của những tế bào bất thường thì chúng ta sẽ nói rằng đây là một cái trường hợp có khả năng là nó đã có bất thường gì đó từ ở trong cái quá trình tạo máu. Thì chúng ta biết rằng cái xét nghiệm máu mà chúng ta hay hay nêu ra đó, thì xét nghiệm đó là thường thường người ta lấy máu ở tĩnh mạch thôi mà, người ta bỏ vào trong cái ống người ta mới quay ly tâm. Thì cái phần mà nó phần nước mà nổi lên trên màu vàng thì chúng ta gọi đó là phần huyết tương, còn cái phần tế bào máu nó chìm xuống dưới thì chúng ta gọi là phần là tế bào máu đó. Cái phần đó là người ta sẽ nó dựa vào trong cái tỷ lệ phần trăm đó mà người ta tính ra cái hematocrit đấy. Còn lại đó là người ta lấy một cái ống ống nghiệm tiêu chuẩn, người ta bỏ vào trong máy thì cái máy nó sẽ phân tích coi coi cái số lượng hồng cầu nó là bao nhiêu, rồi cái số lượng của bạch cầu hạt, số lượng của lympho bào, số lượng của mono bào, số lượng của tiểu cầu bao nhiêu, thì người ta sẽ ra được cái số lượng và từ đó máy nó cũng tính được tỷ lệ phần trăm luôn. Thì cái phần đó chúng ta gọi là cái tổng phân tích là tế bào máu ngoại biên. Còn trên cái lam này á, là nó không phải là một cái lam mà tổng phân tích tế bào máu ngoại biên, mà đây là một cái lam vết máu ngoại biên để người ta xem coi coi nó có những cái bất thường gì hay không. Thậm chí trong cái vết máu ngoại biên thì trước đây người ta cũng dùng để xem những trường hợp mà có thể là phát hiện được những cái vi khuẩn nó có kích thước lớn hoặc thậm chí là ký sinh trùng sốt rét chẳng hạn. Thì cái đó phần đó là phần máu ngoại biên, có thể mình sẽ nhìn thấy được. Rồi trên cái máu lam máu ngoại biên á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây rõ ràng là đây là có những cái hồng cầu ha. Nếu mà độ phóng đại lớn hơn chúng ta thấy hồng cầu ha. Hồng cầu đây là một cái kích thước nó vào khoảng, trên cái hình này á, thì chúng ta nhìn thấy là hồng cầu kích thước nó trung bình của nó vào khoảng chừng 7 micron không, ở cái vùng rìa nó sẫm màu và ở cái vùng trung tâm thì nó sáng màu. Hồng cầu nó là tế bào máu tế bào máu nó duy nhất thì nó không đúng, nhưng nó là một cái tế bào hoàn thiện nhưng mà nó không không có nhân nha, nó là tế bào hoàn thiện nó không có nhân. Và cái phần nó lõm ở hai mặt đó chính, và hai cái mặt này nó lõm xuống cho nên nó làm cho cái việc cái thấu quang của nó, có nghĩa là cái đường kính mà ánh sáng cái chiều dày mà ánh sáng nó đi qua nó mỏng hơn so với vùng rìa, cho nên chúng ta sẽ thấy đây là nó sẽ sáng màu hơn ha. Đó là đây là hồng cầu, nó là dạng hình hình đĩa lõm hai mặt. Ngoài đây trên cái hình hồng cầu chúng ta nhìn thấy như vậy. Ngoài ra thì trên cái lam vết máu ngoại biên này, ngoài cái hồng cầu là chủ yếu chúng ta nhìn thấy ha, thì còn những cái vùng này là chúng ta không nhìn thấy rõ là do nhiều cái tế bào hồng cầu đang nằm chồng chồng lấn lên nhau ha, cho nên là chúng ta không nhìn thấy được cái vùng trung tâm của cái hồng cầu nó sáng màu. Ngoài ra thì trên cái hình này chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được là những cái tế bào neutrophil đây ha, neutrophil bạch cầu đại nhân trung tính nè ha. Hồng cầu chúng ta thấy rằng cái mũi tên chỉ chữ B này, đây là những cái tiểu cầu đây. Rồi cái hình này cũng tương tự như vậy, thì cái hình mà số 1 chúng ta biết đây là lympho bào lớn ha. Lympho bào lớn ở đây thì nó kích thước của nó vào khoảng chừng 10 cho đến 11 micron, hồng cầu khoảng 7 micron, thì đây kích thước của nó vào khoảng chừng gấp gấp rưỡi phải không ạ. Và chúng ta thấy rằng đó là cái bào tương của cái lympho bào này nó còn rất là nhiều, ở đây là lympho bào lớn. Rồi còn lympho bào nhỏ hay là lympho bào trưởng thành thì hầu như chúng ta chỉ thấy được nhân nhân của lympho bào, chứ chúng ta thấy không thấy được cái phần bào tương, và cái kích thước của cái lympho bào trưởng thành thì nó nhỏ hơn đó. Nó nhỏ, thậm chí là nó hơi nhỏ hơn cả hồng cầu. Cái hình số số 2 ha, hình số 2 và cái hình số 3 ở đây là đang chỉ là đây là cái phần của tiểu cầu ha. Và tiểu cầu thì chúng ta nêu ra rằng hồng cầu kích thước nó khá là đều nhau, bạch cầu hạt thì kích thước cũng tương đối đều nhau, nhưng mà tiểu cầu thì kích thước nó không đều nhau trên cái lam vết máu ngoại biên. Lý do rất là đơn giản là vì nó là cái mảnh vỡ của bào tương của cái đại bào phải không ạ, cho nên nó rằng đó là hãy mà nó vỡ miếng lớn thì kích thước nó lớn, mà nó vỡ cái miếng nhỏ thì kích thước nó nhỏ, cho nên kích thước của nó thay đổi. Rồi đây là trên cái hình này chúng ta lưu ý là như vậy. Đối với tiểu cầu ha, tiểu cầu thì ở đây chúng ta nhìn nhìn thấy ở đây là cái tiểu cầu mà nằm trong tủy xương này, ha. Kích thước nó rất là lớn, mình gọi là đại bào đây. Đây là đại bào, có nghĩa là một cái tế bào tiểu cầu mà nó trưởng thành rồi,
và nó sẽ tạo ra những cái nhánh bọt tương để nó chui qua những cái khe của cái xoang mao mạch cửu xoang đó, để mà nó tạo ra cái tiểu cầu nó lưu hành trong máu ngoại biên. Ở đây chúng ta đây nhìn thấy đây là cái tế bào gọi là đại bào, tạo tiểu cầu nằm trong tủy xương, nhớ nha tên của nó và cái vị trí của nó. Còn đây là cái hình này là cái hình chúng ta chiếu lại thôi, chúng ta xem đây cái chữ B là những cái li ti ở vật kính nhỏ, ta nhìn thấy đây là những cái tiểu cầu đây. Còn ở vật kính lớn hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là những cái tiểu cầu này, đây là những cái tiểu cầu mảnh vỡ nó khác nhau. Rồi chúng ta qua cái tế bào thứ ba trong máu ngoại biên nữa là bạch cầu hạt ha. Thì trong cái phần này chúng ta sẽ nhìn thấy đây là những cái hồng cầu chúng ta nói rồi ha, thì chúng ta có đây là cái bạch cầu hạt, có nghĩa là cái bào tương nó chứa những cái hạt đây, nhưng mà những cái hạt này nó gọi là hạt trung tính. Chúng ta nhìn thấy là nó có những cái hạt nhưng mà ở đó thì nó có bắp cái màu tím nhạt thôi, mình gọi là cái màu màu, màu hay là màu hồng nhạt thôi, và cái bào tương của nó ít hạt hơn, nên đây đây gọi là cái bạch cầu hạt trung tính. Qua cái hình thứ hai nữa chúng ta nhìn thấy đây là một cái bạch cầu hạt không, nhưng mà bào tương của nó là nó đầy những cái hạt trong này, nó để chứa những cái hạt này là những cái hạt bắp màu ba sợi, hay là bạch cầu, nó gọi là bạch cầu đa nhân eosin ha, bạch cầu đa nhân ấy ấy toan. Thì kế bên đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là chúng ta có một cái bạch cầu đa nhân trung tính đây, vâng ạ, nó khác biệt rất rất là rõ. Và đối với bạch cầu đa nhân trung tính thì thường là nó phân thùy, nhân của nó phân thùy là quá năng nó phân khoảng từ 3 cho đến 5 thùy, nó phân từ 3 đến 5 thùy. Còn cái bạch cầu đa nhân ái toan đó thì cái ngoài cái bào tương của nó là nó bắt những hạt ái toan rồi, nhưng mà cái nhân của nó thường là nó chia làm 2 thùy thôi, chứ nó không có chia làm 3 thùy 4 thùy nhiều như là bạch cầu nhân trung tính. Kết quả là vì nó phân cái thùy nó ít như vậy cho nên là mỗi một cái thùy của nó cứ kích thước lớn hơn so với cái các thùy mà được phân chia của bạch cầu đa nhân trung tính. Cái hình thứ ba nếu chúng ta nhìn thấy đây là một cái bạch cầu hạt đúng không? Bào tương nó chứa rất rất là nhiều hạt và hạt nó rất là thô, phải không ạ? Thô, kích thước nó lớn và hầu như chúng ta không còn nhìn thấy nhân của cái bạch cầu hạt này nữa, và thay vào đó chúng ta chỉ thấy gần như là bào tương nó có chứa đầy những cái hạt bắt cái màu xanh xanh tím ha. Vì đây là bạch cầu ưa ba. Rồi chúng ta qua một cái tế bào máu thứ tư ngoại biên nữa là bạch cầu đơn nhân. Thì trong bạch cầu đơn nhân thì chúng ta có hai nhóm ha. Cái nhóm thứ nhất là lympho bào và cái nhóm thứ hai nữa là nhóm mô nô bào. Thì trên cái hình này chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái lympho bào lớn, phải không ạ? Lympho bào á, máu ngoại biên á, thì nó chia ra làm ba ba loại lympho bào, cũng như là lympho bào lớn rồi lympho bào trung bình và lympho bào nhỏ. Thì lympho bào nhỏ là lympho bào mà nó có kích là nó trưởng thành ha. Thì chúng ta thấy đây là chúng ta có cái lympho bào lớn nè, kích thước của nó khá là lớn, phải không ạ? Nó vào khoảng chừng 11 micron, 11 12 micron ha, so với hồng cầu chúng ta thấy như vậy. Đây là lympho bào mình được xem như lympho bào gần như trưởng thành, như chúng ta nhìn thấy được nhân, chúng ta nhìn thấy được cái phần bào tương của nó thôi. Kích thước của nó thì nó có thể là nó nhỏ hơn so với lympho bào lớn, nhưng mình gọi là lympho bào trung gian. Còn cái lympho bào mà trưởng thành thật sự thì cái kích thước của nó nhỏ, nó chỉ còn nhìn thấy cái phần nhân thôi, phần bào tương chúng ta không nhìn thấy nữa. Thì đối với cái lympho bào này thì chúng ta xếp vào trong, có thể xếp vào trong nhóm lympho bào trưởng thành cũng được, không có vấn đề gì. Lympho bào thì nó rất là rõ rồi. Và chúng ta sang một cái bạch cầu đơn nhân thứ hai nữa là mono bào. Thì mono bào thì kích thước nó rất là lớn ha. Nó có khả năng nó lên tới 10 10 10 15 micron luôn. Nghĩa là nó lớn, cái đường kính của nó là gấp đôi cả cái đường kính của hồng cầu luôn ha. Nó chỉ có một nhân và nhân của nó là nó có khả nó gọi là tạo tạo múi. Ở đây mình không gọi là phân thùy nha. Đối với bạch cầu hạt đó, thì nó tạo thành những cái thùy nhỏ, giống như mình tạm gọi là giống như là những cái cục xúc xích vậy đó ha. Còn đây thì nó tạo ra những cái nếp gấp, nó giống như là những nhân nhân này nó là tạo thành những cái múi ha, kích thước nó rất là lớn. Rồi thì đó là cái bốn nhóm mà chúng ta mới vừa nêu ra ha: hồng cầu, tiểu cầu, rồi bạch cầu hạt và bạch cầu đơn nhân ở máu ngoại biên. Bây giờ chúng ta sang cái cơ quan tuyến ức. Thì cái phần thứ nhất đó là chúng ta nói về tủy, phần thứ hai nó nói về máu ngoại biên, phần thứ ba nói về tuyến ức. Thì tuyến ức ở đây thì chúng ta thấy đây là tuyến ức ha, và sau khi mà nó được cắt ra đây,
cắt ra thì chúng ta có thể nhìn thấy được. Đây là cái tuyến ức nó được bao bên ngoài bởi cái này là cái vỏ bao nè, CA là cắt cắp xuyên là vỏ bao đây. Thì trong từ cái vỏ bao này nó tạo ra những cái vách nó đi vào bên trong, nó gọi là septo. Đây là những cái vách xơ, đây là phần vỏ xơ, vách xơ nó đi vào bên trong và nó chia cái nhu mô của tuyến ức thành nhiều thùy. Ở đây chúng ta thấy đây là một cái thùy tuyến ức, đây là một thùy, đây là một thùy tuyến ức, nhưng mà đây là chúng ta có, đây là một cái lobule, đây là một cái thùy của tuyến ức đây. Tuy nhiên như tôi nói là cái ý nghĩa của cái thùy tuyến ức thì nó không có quan trọng, cho nên chúng ta cũng không có đặt ra nhiều. Thì mỗi một cái thùy tuyến ức thì nó gồm có hai vùng ha, một cái vùng trung tâm gọi là cái vùng 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 tủy này, cái hiệu chữ M đây. Và cái vùng ở bên ngoài nó gọi là cái vùng vùng vỏ, vùng vỏ ha. Lưu ý là không có nhầm lẫn giữa cái vỏ xơ với lại cái vùng vỏ của cái tiểu thùy tuyến ức nha. Thì chúng ta có hai vùng như vậy, là cái vùng tủy thì nó sáng màu hơn, còn cái vùng vỏ thì nó sẽ sẫm màu hơn. Thế ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái vùng sẫm màu là cái vùng vỏ nè. Thì cái vùng vỏ này nó có rất rất là nhiều tế bào, nhất là những cái tế bào lympho bào. Thì khi mà chúng ta phóng đại vật kính lớn hơn, chúng ta sẽ thấy đây là cái đây là vùng vỏ của tuyến ức này. Còn cái phần tế bào thưa hơn ít đây, nó đang là cái vùng vùng tủy của tuyến ức này. Mà trên cái hình này cho chúng ta chủ yếu chúng ta nhìn thấy cái vùng vỏ ha. Thì vùng vỏ của tuyến ức thì nó gồm có ba loại tế bào chính, không là tế bào thứ nhất đó là những cái gọi là cái lympho bào, đây là lympho bào, nó gọi là hay là tế bào T, hay là tế bào tuyến ức, nó cũng là nó ha, nó là lympho bào T cũng đúng, chúng ta gọi là tế bào tuyến ức cũng đúng luôn nha. Hay là chúng ta gọi là tế bào T thì nó cũng cũng đúng luôn. Rồi rồi cái tế bào thứ hai nữa mà chúng ta nhìn thấy đây đó, nó là tế bào võng nội mô. Thì chúng ta nhớ lại trong cái bài đó, trong cái tuyến ức thì nó có mô nâng đỡ, phải không ạ? Mô nâng đỡ nó gồm có vỏ xơ rồi vách xơ vào bên trong, rồi giữa các vách xơ như vậy đó, thì nó kết nối với lại cái tế bào võng biểu mô ha. Cái tế bào này nó sẽ tạo ra thành một cái mô nâng đỡ cùng với lại những cái sợi sợi lưới để nó làm cái mô nâng đỡ cho cái tiểu thùy của tuyến ức. Rồi một cái tế bào thứ ba nữa chúng ta nhìn thấy đây, một cái đại thực bào đây, ngang đây tế bào khá là lớn này, nhân của đại thực bào đây là cái phần màu tương và nó ăn một cái tế bào chết khác đây, kích thước nó rất là lớn đây, chúng ta gọi đây là cái đại thực bào nha. Ở đây trên cái hình này chúng ta còn có nhìn thấy được đại thực bào ở những nơi nơi khác nữa. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy đây là một cái tế bào võng biểu mô, phải không ạ? Rồi nhưng mà để chúng ta sẽ nhìn ở chỗ khác thì chúng ta sẽ thấy được những cái tế bào, ví dụ như ở đây tế bào võng biểu mô đây nha, đó là những cái tế bào võng biểu mô. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy phần này, ở đây là một cái đại thực bào, ở đây chúng ta nhìn thấy cái đại thực bào đây, đây chúng ta có thể nhìn thấy đây đại thực bào đây ha. Đây nó cũng là một cái đại thực bào đây ha. Thấy nhân nó và trong cái bào tương của nó kích thước nó rất là lớn ha. Nhân đây và trong bào tương của nó chứa tế bào chết. Rồi. Tương tự như vậy trên cái hình này chúng ta sẽ thấy được ở đây là cái tế bào, đây là tế bào võng biểu mô ha, nhưng mà ở đây chúng ta có đây là đại thực bào đây. Rồi cái phần tuyến ức thì chúng ta sẽ xem ở đây là chúng ta có cái vùng này là cái vùng 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 tủy hay là vùng sáng màu ha, vùng vỏ hay là cái vùng sẫm màu đây nha. Thì trong cái vùng tủy của tuyến ức thì chúng ta thấy rằng đó là nó có những cái cấu trúc, nó là những cái tế bào võng biểu mô, đúng không ạ? Nó bị thoái hóa đi, nó tạo thành những cái cấu trúc, nó giống như là những cái cấu trúc sừng vậy đó, nó tạo ra những cái gọi là những cái cấu trúc sừng, mình gọi là giống như là những cái cầu sừng vậy đó, ha. Đây là tạo ra những cái cấu trúc sừng đây, hay là những cái tiểu thể Haso, ha. Cái này là cái hình ảnh rất rất là cấu trúc rất là đặc trưng của tuyến ức. Còn xung quanh đó là chúng ta có cái phần vỏ của tuyến ức thì nó có chứa những cái tế bào lympho T nãy chúng ta đã nói rồi, hay là tế bào tuyến ức chúng ta đã nêu ra rồi, phải không ạ? Đây thì trên hình này chúng ta sẽ có được cái gì, chúng ta có được cái TC này, nó chính nó gọi là tiểu thể Haso, hay còn gọi nó là tiểu thể tuyến ức, nó còn gọi là tiểu thể tuyến ức, mà các em gọi là tiểu thể tuyến ức cũng được, mà sợ rằng đó là cái tiểu thể tuyến ức nó khác với lại tế bào tuyến ức nha. Tế bào tuyến ức nó nằm ở cái vùng sẫm màu ha, và nó là thực ra nó là tế bào lympho, còn đây là tiểu thể Haso hay là tiểu thể tuyến ức, nên là tế bào võng biểu mô mà nó bị thoái hóa. Rồi giờ chúng ta có đây là tế bào võng biểu mô đây ha. Rồi chúng ta cũng có cái chữ M, đây là nói là đây là vùng này là cái vùng vùng tủy đây.
Còn cái chữ LY này đấy là những cái tế bào lympho tuyến ức, ở đây là những cái mạch máu. Và trong cái hình này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cấu cái chi tiết của cái bùn bùn tủy của tuyến ức. Chúng ta sang cái cấu trúc thứ tư, đó là hạch bạch huyết ha. Đây là một cái hạch bạch huyết, nó dạng hình hạt đậu, và sau khi người ta cắt ra người ta xem, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đó là nó gồm có mô nâng đỡ, nó là cái vỏ xơ nè, là từ cái vỏ xơ nó tạo ra những vách xơ đi vào bên bên trong, mà nó phân chia cái chủ mô hạch này ra, đúng không ạ? Từ vách xơ rồi nó đi vào bên bên trong, thì tới phần dây xơ thì đây nó nhỏ chúng ta không thấy được. Rồi cái đó là phần mô nâng đỡ ha. Rồi cái phần mà về cái cấu trúc của hạch thì chúng ta thấy ở đây nó chia ra cái vùng này là cái vùng mà gọi là cái vùng cận vỏ đây. Toàn bộ cái vùng này là vùng cận vỏ, rồi cái vùng này là cái vùng bụng tủy ha. Thì cái vùng mà vùng cận vỏ, chúng ta sẽ có cái vùng dưới vỏ nè, dưới vỏ này, dưới vỏ sơ nè ha, và cái vùng này là cái vùng cận tủy đây. Ta nhớ là cái vùng dưới vỏ sơ này, cái vùng này là nó chứa chủ yếu là lympho B, còn cái vùng mà nó tiếp giáp với lại cái vùng tủy này nó là chứa chủ yếu là lympho màu T. Thì trên cái hình này chúng ta thấy được đây là một cái hạch, và trong cái hạch này thì chúng ta thấy được những cái cấu trúc cái hình tròn thế này nè. Thì đây là những cấu trúc này mình gọi nó chính là những cái nang lympho nha, những cái nang lympho. Rồi nhưng mà trong cái hạch này, như vậy trong cái hạch là nó có nhiều nang lympho ha. Trong một cái hạch đó là nó có nhiều nang lympho, thì những cái nang lympho mà chúng ta nhìn thấy là nó tương đối nó đồng dạng như thế này nè, thì ta gọi đó là những cái nang lympho nguyên phát. Còn những cái nang lympho mà nó tạo thành một cái trung tâm mầm rất rất là rõ thì chúng ta gọi đó là cái nang lympho thứ phát. Chúng ta sẽ xem cái nang lympho thứ phát ha. Rồi, như vậy thì trên cái hình này nó gồm có nhiều cái chi tiết nha. Chúng ta có phần vỏ xơ nè, chúng ta có phần vách xơ nè ha, rồi chúng ta có cái đây là những cái nang lympho này ha, ta có đây là những cái dây tủy ha, rồi chúng ta đây là có những cái phần này gọi là những cái xoang, những cái này là xoang bạch huyết đây nha. Đây là một cái phương pháp nhuộm mà đặc biệt ha, người ta gọi là nhuộm 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 đi trách bạc. Là mục đích nhuộm đi trách bạc là để người ta muốn xem cái mô nâng đỡ của hạch. Đây chúng ta nhìn thấy hạch, vì hạch nó được tế bào lympho lấp đầy, cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy được cái phần vỏ 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 xơ với phần vách xơ thôi, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta nhuộm đặc biệt thì chúng ta sẽ thấy được ở đây là cái phần phần vách xơ của nó đây. Đây là chính là những cái bó sợi liên kết, hay nói cách khác đây chủ yếu nó là những cái sợi mình gọi là cái sợi lưới ha. Nó tạo nên cái mô nâng đỡ của cái hạch bạch huyết này. Rồi đây á, là chúng ta đang khảo sát cái vùng này là vùng gì? Chúng ta đang khảo sát là cái vùng này, chúng ta có phần này là cái vùng vỏ xơ đây, không ạ? Chúng ta có đây là phần này, dưới này nó gọi là một cái xoang, nó ngăn cách, nó chen giữa cái phần vỏ xơ với lại cái mô bạch huyết đây, mình gọi là xoang dưới vỏ đây, không ạ? Thì trong cái phần mà chỗ xoang dưới cái phần vỏ xơ đó, thì và cái xoang dưới vỏ thì chúng ta chú ý cái gì? Chúng ta sẽ chú ý là một số cái mình gọi ở đây nè, nó có một cái cấu trúc chúng ta nhìn thấy là cấu trúc của mạch, một cái mạch bạch huyết nè, ở đây mình gọi là bạch huyết quản đến nè, là bạch huyết quản đến nè, cấu trúc của một bạch huyết quản đến. Rồi trong cái vùng dưới vỏ thì chúng ta sẽ có đây là cái cấu trúc của cái chủ mô hạch đây ha. Nó đây là cái vùng này là chúng ta sẽ có được cái vùng này là vùng mình gọi là cái vùng cận vỏ hay vùng dưới vỏ nè ha. Và chúng ta có đây là hình dung là có một cái cấu trúc mà ta quanh tròn sẵn như chúng ta nè, hay chúng ta thấy đây là một cấu trúc của một cái trung tâm mầm đây. Đây toàn bộ này là một cái nang lympho chúng ta tưởng tượng nha. Trong đó thì nó có trung tâm mầm và nó có những cái tế bào ở cái vùng rìa đấy. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có đây là những cái dây tủy ha, và cái xoang bạch huyết. Rồi thế thì ở trong cái hình vuông này nè, thì chúng ta gọi đây là một cái cấu trúc của một cái nang bạch huyết đây. Cái vùng hình tròn này nó gọi là cái trung tâm mầm ha. Trung tâm mầm chúng ta nhìn thấy rõ ràng là giữa trung tâm mầm là dưới cái vùng rìa bên ngoài, cái thành phần tế bào nó khác nhau. Trung tâm mầm nó có vẻ nó sáng hơn, nó có những tế bào kích thước lớn hơn, còn ở ngoài đó là tế bào nhỏ hơn, dày đặc hơn.
nên mình gọi là cái vùng là vùng trung tâm mặt. Còn cái hình mà chữ nhật nằm ở đây, vùng này nó là cái vùng mình gọi là cái vùng cận vỏ này hay là vùng dưới vỏ, thì vùng này nó có chứa lympho bào T mà chủ xin lỗi là lympho bào và chủ yếu nó là những cái lim ở đây. Thì trên cái hình lam mô học thì chúng ta không có phân biệt được ha, nhưng mà này là qua cái nhuộm đặc biệt thôi thì mình ta sẽ phân biệt được đâu là cái vùng mà có nhiều tế bào lympho B và cái vùng có nhiều lympho T. Trên cái hình thứ hai thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái vùng này là cái vùng 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 cận vỏ này, chúng ta có vùng vỏ này, chúng ta có xoang dưới vỏ này, và chúng ta có bạch huyết quản đến này, ha, và chúng ta đây là những cái tế bào lympho của cái nang bạch huyết. À, trên hình này chúng ta cũng thấy được một cái hạch bạch huyết ha, đây là nó tạo thành một cái nang này, chúng ta thấy có trung tâm mầm nó nằm ở giữa, nó hình tròn này. Lưu ý nha, đây cái hình tròn mà chúng ta nhìn thấy rõ giữa cái vùng mà nó sáng màu, vùng sẫm màu thì cái vùng này là trung tâm mầm. Còn nguyên cái cấu trúc này nè, nó bao gồm cái trung tâm mầm và cái rìa của tế bào lympho này á, thì chúng ta gọi đây là một cái nang bạch huyết ha. Đây là một cái nang bạch huyết. Rồi. Thì trong cái nang bạch huyết này chúng ta cũng sẽ thấy là cái này là cái vùng vùng vỏ nè ha. À, vùng vỏ là chúng ta có vùng cái này có các capsule đây ha, là chúng ta có cái phần cái vỏ sơ, chúng ta có các sơ đi vào bên trong. Đây là một cái nang bạch huyết. Và nang bạch huyết này à, nó phân định rõ giữa cái vùng trung tâm và cái vùng rìa bên ngoài, cho nên cái vùng trung tâm này chúng ta gọi là trung tâm mầm nha. Đây là trung tâm mầm. Còn bên ngoài này nó là rìa của tế bào lympho. Thế thì nếu mà chúng ta phóng đại cái trung tâm mầm lên đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được gì? Đây là cái vùng trung tâm mầm đây. Đây là vùng trung tâm mầm đây. À, là sở dĩ nó sáng màu là vì sao? Là vì cái thứ nhất là bào tương nó sáng màu. Cái thứ hai nữa là nhân của nó sáng màu. Còn ở bên ngoài á, là tế bào kích thước nó nhỏ hơn và nhân của nó chiếm hầu hết cái tế bào, cho nên chúng ta nhìn thấy là nó sẽ sẫm màu hơn. Thế thì trong cái trung tâm mầm này có nghĩa là gì? Hay còn gọi là trung tâm sinh sản nha. Chúng ta còn gọi nó là trung tâm sinh sản, như là nơi này là cái nơi mà các tế bào lympho nó thực hiện cái chức năng phân bào. Nó phân bào để gì? Nó phân bào, chúng ta nhớ là trong cái quá trình mà khi mà tiếp xúc với lại một cái kháng nguyên đặc hiệu nào đó thì nó kích hoạt tế bào lympho phân bào, phải không ạ? Phân bào nó tạo ra các tế bào lympho để mà sản xuất ra cái kháng thể đặc hiệu chống với lại cái kháng nguyên lạ. Nhưng mà đồng thời là nó cũng có cái tế bào mình gọi là tế bào nhớ đối với lại cái dòng lympho bào B. Còn đối với dòng lympho bào T cũng tương tự như vậy, khi nó tiếp xúc với lại một cái tế bào lạ rồi thì nó cũng kích thích cái quá trình phân bào để mà nó sẽ biệt hóa thành những tế bào ví dụ như là lympho T killer, tim lympho T helper, rồi lympho B suppressor, rồi lympho B nó gọi là toxic, nó có bốn cái loại lympho bào T chính là. Mà thì đây nó là một cái trung tâm mầm hay là nơi hình ảnh phân bào, ta thấy nó đang ở kỳ giữa đây. Rồi chúng ta đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy được cái gì? Chúng ta sẽ nói nãy giờ chúng ta đang nói ở này là cái vùng này là vùng vùng vỏ của hạch ha. À, chúng ta đi vào trong vùng tủy ha, thì đây nó chính là những cái dây tủy đây, dây tủy thì thật ra trên này nó chính là những cái sợi sợi lưới, trên đó nó có nhiều cái tế bào lympho nó bám vào ha, nó tạo thành những đây là những cái dây tủy. Cái dây tủy chúng ta thấy rằng đây là những cái dây mà nó có nhiều tế bào lympho bám lên, nó kích thước của nó thay đổi, phải không ạ? Kích thước của nó thay đổi và nằm trong cái vùng vùng tủy của hạch. À, nằm giữa vùng tủy hạch đó là cũng là những cái tế bào lympho, rồi nó có đại thực bào, nó có mạch máu, phải không ạ? Và nó có cái xoang bạch huyết ở vùng vùng tủy, là ký hiệu những chữ S. Và nếu như mà chúng ta xem ở độ phóng đại lớn hơn cái vùng tủy này, chúng ta thấy được đây đây là những cái dây tủy này ha, đây là cái phần xoang bạch huyết này, vùng tủy đây, chúng ta sẽ nhìn thấy được đây là những cái đại thực bào ha, trong kích thước tế bào rất là lớn, bên trong bào tương nó chứa những cái không bào do nó quá trình thực bào nó gây ra, đây là cũng tương tự là đại thực bào. Đây chúng ta có những cái tế bào lympho, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được một số tế bào khác, ví dụ như là những cái tế bào, ví dụ đây chúng ta nhìn tế bào biểu mô nè. Cái hình này là cái hình của cái phần của xoang tủy thôi, phải không ạ? Trong cái phần xoang tủy chúng ta thấy được đây là những cái tế bào lympho nè ha. Đây là phần xoang tủy nè, trong lòng của xoang của cái xoang tủy này thì nó chứa gì? Nó chứa cái dịch bạch huyết thôi và những tế bào bạch huyết, chứa những cái đại thực bào ha.
Rồi chúng ta đã thấy đây là BC cell, nó là plasma cell, đây là tương bào này. Và chúng ta có lympho bào. Đây là tế bào nội mô của cái mạch bạch huyết. Chúng ta qua cái cơ quan thứ năm là lách, thì khi mà lách cắt ra như vậy thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái phần là phần bao lách này, cái phần bao lách, và trong cái phần bao lách này nó cũng cho một cái tách sơ nó đi vào bên trong cái chủ mô lách ha. Thì khi mà lách chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy được đó là trên đại thể chúng ta sẽ thấy được những cái vùng đó, nó vùng đỏ gọi là tủy đỏ, còn cái vùng trắng thì nó gọi là tủy tủy trắng nha. Thì trên cái hình thứ hai nữa là cái hình mà người ta nhuộm nitrat bạc ha, để chúng ta nhìn thấy được đây là cái mô nâng đỡ của lách đây ha. Trong này thì nó có rất là nhiều sợi lưới à, đây chúng ta nhìn thấy sợi lưới, đương nhiên thì nó còn có những cái tế bào cơ nữa. Tế bào cơ thì chúng ta không nhìn thấy. Rồi bây giờ là đối với lại cái vùng mà mình gọi là tủy trắng á, thì chúng ta sẽ có cái gì? Tủy trắng á, thì chúng ta sẽ có những cái tiểu thể lách hay là tiểu thể Manbigi. Thì đây chúng ta thấy đây đây nó là một cái tiểu thể lách, tiểu thể Manbigi đây. Còn cái tên gọi khác của tiểu thể lách hay tiểu thể Manbigi ta còn gọi nữa là một cái nang bạch huyết của lách. Tại vì sao nó giống như tương tự như là cái nang bạch huyết mà ở cái hạch bạch huyết vậy đó ha. Chúng ta vẫn có trung tâm mầm và chúng ta vẫn có những cái rìa là những tế bào lympho ở ngoại bi đây. Đây. Cái vùng này nó là thuộc về cái phần tủy tủy trắng của lách, còn cái vùng bên ngoài là tủy đỏ. Ở đây thì chúng ta cũng nhìn thấy được ha, đây là một cái tiểu thể lách nè, phải không ạ? À, chúng ta có cái trung tâm mầm này, nó có nhiều cái tế bào nó đang phân bào ở trong này, rồi chúng ta sẽ có cái vùng mà kế cận với lại cái trung tâm mầm và cái vùng rìa ở vùng bên ngoài. Ở đây thì chúng ta gọi cái vùng 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 đây là trung tâm, còn cái vùng này mình gọi là chung là cái vùng rìa. Toàn bộ cấu trúc này chúng ta gọi là tiểu thể lách nha. Toàn bộ cấu trúc này gọi là tiểu thể lách. Trên cái lách này á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy á, nếu mà chúng ta nhìn lướt qua đó, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng á, nếu mà chụp trên cái hình này không á, thì có thể nói rằng á, là sẽ hơi khó phân biệt với lại cái phần của hạch bạch huyết. Tuy nhiên nếu chúng ta nhờ vào những cấu trúc khác có thể giúp cho chúng ta nhìn nhìn thấy được rõ hơn ha. Chứ còn đây chúng ta vẫn gọi là đây là một cái tiểu thể lách đây. Thì chúng ta sẽ có cái phần là phần đây là cái phần của cái vách xơ ha, và chúng ta có phần tủy đỏ đây. Tại sao gọi là tủy đỏ là vì ở trong này nó có những cái xoang tĩnh mạch rất là phong phú, nó chứa lượng máu rất là lớn chỗ này, cho nên nó tạo ra cái hình ảnh là màu đỏ. Còn cái phần này là phần mô lympho, bản chất nó là bạch cầu cho nên là nó có hơn hình ảnh của một cái màu màu sáng hơn, màu trắng hơn, mình gọi là tủy trắng. Thì trong cái tủy trắng là chúng ta nêu ra rồi đúng không ạ? Trong tủy trắng thì chúng ta có đây là tiểu thể lách nè, rồi chúng ta có một cái động mạch trung tâm đúng không ạ, bao bên ngoài là một cái lớp áo lympho. À, thì trên cái hình thứ ba này ở đây cũng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái phần này là cái phần tủy đỏ của lách đây ha. Phần này là phần tủy trắng nè, phần này là phần tủy đỏ, chúng ta thấy nó rất là nhiều cái xoang xoang mạch máu đây, cái hiệu chữ S là phần xoang mạch máu ha. Thì trong cái này thì chúng ta sẽ có đây là những cái dây này nó gọi là dây pin rod. À, những tế bào này gọi là dây pin rod này, nó tạo thành những cái đám tế bào nó có vẻ như là nó nằm từng dải mình gọi chung nó là phần dây pin rod. Trong này là mạch máu nó rất phong phú, chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái tế bào bạch cầu thuần thủy, bạch cầu hạt. Và chúng ta qua cái cơ quan thứ sáu nó là mô lympho của niêm mạc. Thì đây cái tên gọi nó là cái mô lympho nhưng mà nó tạo thành cấu trúc ở bên dưới niêm mạc, đúng không ạ? Ví dụ như đây là chúng ta có một cái niêm mạc của cái vùng 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 vùng, vùng hầu đây, à, niêm mạc ở vùng hầu. Ở chúng ta đây là có cái biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển ha. À, thì ngay dưới biểu mô này chúng ta thấy là cấu trúc của cái mô lympho tạo thành một cái nang bạch huyết đây. À, chúng ta còn gọi nên là cái mô lympho hay là cái mang nang bạch huyết ở dưới niêm mạc. Thì cái nang bạch huyết này nó gọi là nang bạch huyết thứ cấp đây là bởi vì nó tạo thành một cái trung tâm mầm sáng màu đây và một cái rìa lympho nó bao xung quanh ở bên ngoài đây. Cái hình ảnh này rất là điển hình của một cái nang lympho thứ phát nha. Ngoài ra cái mô lympho nó còn có thể là nó tạo thành những cái nang lympho như thế này, nhưng cũng có thể nó nằm rải rác, nó nằm rải rác ở dưới dưới niêm mạc. Nó cụ thể là nó có thể là nằm ở trong cái nằm xen giữa các tế bào.
biểu mô đây ha, hoặc là nó tập trung thành thành từng đám, nó nằm ở ngay cái lớp 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 mình gọi là lớp đệm của niêm mạc đây, hay là những cái tế bào lympho tập trung đây, nhưng nó không tạo thành cấu trúc nang lympho như chúng ta mới mới vừa đề cập. Đây là những cái mô lympho rải rác. Rồi ở đây chúng ta cũng có một cái mô lympho ở niêm mạc ha. Ở trên này chúng ta sẽ nhìn thấy được đây là nhiều tế bào đài, nhiều tế bào đài đây. Ở mà đây là niêm mạc của đường hô hấp, và chúng ta cũng sẽ thấy được nó có cái nguyên một cái cấu trúc, một cái nang lympho, hay nó có trung tâm mạch và cái rìa, cái viền lympho bao xung quanh bên ngoài. Đây là xem như cũng là một cái nang lympho thứ phát đây. Hoặc là ở đây là ở đường tiêu hóa ha, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây có một cái, không chỉ nó có tế bào lympho, nó nằm ở trong các tế bào chen lửa giữa các tế bào biểu mô mũi tên chỉ vào, nó còn có tạo thành một cái nang lympho nằm ở ngay cái lớp đệm của cái bên dưới biểu mô. Rồi chúng ta qua cái phần cuối cùng nữa là cái phần giải phẫu bệnh của cơ quan tạo huyết cũng như là cơ quan miễn dịch. Thì đối với cơ quan tạo huyết bệnh đó, thì chúng ta biết rằng đối với tạo huyết là ví dụ như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, thì nó chủ yếu là nó từ tủy xương phải không ạ? Còn lympho bào thì lúc đầu là nó từ tủy xương, nhưng sau đó là đến tuyến ức, rồi sau đó nó đến hạch bạch huyết, và nó khả năng nó tạo thành những cái trung tâm mạch đó, thì nó phân bào, thành ra là phân bào của lympho bào đó, thì nó không, nó có hai nơi luôn, nó vừa ở trong tủy xương nhưng mà nó vừa có khả năng phân bào ở ở ngoài các cơ quan lympho, ở hạch, ở lách, ở các mô lympho dưới niêm mạc. Nhưng mà riêng các dòng như hồng cầu, bạch cầu hạt và tiểu cầu thì nó chỉ tạo ở tủy thôi. Thì chính vì vậy đó mà nếu mà có một cái bệnh lý gì đó nó mà nó liên quan đến dòng hồng cầu, bạch cầu hạt và tiểu cầu á, thì thường là nó có liên quan đến đến tủy xương. À, còn lại đối với lại cái tế bào lympho đó thì nó thường là nó liên quan đến các hạt nhiều hơn. À, tuy nhiên nó vẫn có ở trong cái tủy xương ha. Thì cũng có những cái ung thư của dòng lympho bào mà nó xuất phát từ trong tủy xương. Thì chúng ta sẽ lần lượt ra đây là cái phần này là một cái phần của cái xương sọ. Ta nhìn thấy những cái tế bào tủy xương mà nằm trong cái mô xương sọ này. Còn đây á, là cái hình minh họa cấu trúc của những cái hệ thống của mạch bạch huyết và các hạch bạch huyết ở trong cơ thể của chúng ta ha, như là các cơ quan tạo huyết. Ví dụ như chúng ta có tuyến ức nè, tạo huyết đây là tạo tế bào lympho, rồi chúng ta có lách nè, và cái hạch ngoài đi. Trên cái hình này là hình minh họa ha, là cái mối tương quan là phân bổ của cái hạch bạch huyết ở các cơ quan. Chúng ta nhìn thấy rằng là từ ở vùng chi thì chúng ta có cái nhóm hạch bẹn không ạ, rồi sau đó chúng ta có nhóm động hạch ở cái vùng mà vùng 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 bụng đây đó. Thì hạch ở vùng bụng này đó là nó ở đây thì vùng chi lên thì nó có hạch ở bẹn, là như vùng bụng là ví dụ như ở gan, ở lách, ở tụy, ở ống tiêu hóa, thì nó đi vào trong thì nó nhờ vào cái nhóm hạch ở dọc dọc theo cái động mạch chủ bụng này, rồi sau đó là nó vô lên cái vùng ngực, vùng trung thất đó, rồi những cái cơ quan khác như là vú, rồi từ cái chi trên thì chúng ta biết rằng là nó dẫn lưu bạch huyết đi về ở cái vùng mà cái nhóm hạch ở vùng vùng nách đây, đúng không ạ? À? Để mà nó giúp là nó sàng lọc, nó tiếp nhận những cái tác nhân lạ. Rồi cái phần này là cái phần cái sơ đồ nó là như vậy. Ở đây trên cái hình này cũng hình minh họa tương tự như vậy luôn, đang là cái quá trình đó mà cái mạch bạch huyết cũng như tế bào lympho nó luân chuyển vào trong cái vòng tuần hoàn như thế nào. Nó đi riêng nhưng sau đó nó đổ vào trong chỗ ống ngực nè. À, rồi nó hòa vào trong cái máu tĩnh mạch, rồi sau đó là nó đi theo động mạch, nó đến các cơ quan, rồi sau đó từ tại các mục đích thì nó sẽ thoát dịch ra bên ngoài và nó đi vào trong cái đường bạch huyết, nó tạo thành cái vòng tuần hoàn. Thế thì cái phần đó mà bệnh lý của cơ quan tạo máu ở đây là tủy xương đó, thì nó có 8 cái nhóm. Ở đây thì tôi không có đòi hỏi các em biết hết 8 nhóm này, nhưng mà các em cần cần phải biết ha, thì nó được phân nhóm. Đương nhiên cái bệnh học của nó thì nó chia ra nhiều nhiều tác giả, nhiều nhóm khác nhau. Nhưng mà theo tôi thì tôi thấy cái cách chia này thì nó cũng dễ dễ nhớ, dễ hiểu, cho nên là tôi chọn cái cách chia này. Cái nhóm thứ nhất nó là tăng sản xuất một loại tế bào trong trong tủy. Ví dụ như nó tăng sản xuất hồng cầu,
hoặc là tăng sản xuất tiểu cầu, hay là tăng sản xuất bạch cầu hạt, hay tăng sản xuất lympho, thì tăng sản xuất có một loại tế bào thôi. Và nếu như mức độ nó tăng ác tính thì chúng ta sẽ gọi là ung thư của cái tế bào đó. Ví dụ như chúng ta cũng có thể là cái thường thường mình gọi là leukemia, có nghĩa là ung thư bạch cầu. Thì leukemia thì thường thường nó là bạch cầu hạt, hoặc cũng có thể là lympho bào đó, hoặc là mono bào. Đó là nếu mà thuộc bạch cầu hạt thì nó gọi là dòng tủy, đúng không ạ? Hoặc nó cũng có thể là từ cái hồng cầu chẳng hạn. Thì khi mà nó có tăng sản xuất một loại tế bào như vậy đó, thì do tế bào nó tăng sản xuất. Nhưng mà cái ống, chúng ta biết rằng cái ống tủy đó, nó tủy xương nó được bao bọc bên ngoài bởi cái mô xương cứng, phải không ạ? Thành ra nó sẽ làm tăng cái áp lực. Bởi vì cái lượng sản xuất nó càng nhiều quá thì nó sẽ làm trong cái mô nó ngày càng đặc hơn, áp lực nó tăng lên, và như vậy thì nó sẽ chèn ép vào những cái tế bào khác, thành ra nó sẽ gây làm giảm sản xuất của những dòng tế bào khác, thì nó dẫn đến cái tình trạng đó là thiếu hụt ở ngoài máu ngoại biên. Cái dạng thứ hai nữa là tăng số lượng của một dòng tế bào ha. Đây là một loại tế bào nha, ví dụ hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, ở đây là tăng số lượng một dòng tế bào. Ở đây là do dòng tế bào này bất tử, là ví dụ như đó dòng bạch cầu hạt chẳng hạn, thì nó tăng số lượng của tất cả các dòng luôn, từ cái tiền mình gọi là, ví dụ như là đối với bạch cầu thì nó từ 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 nguyên tủy bào, từ tiền nguyên tủy bào, rồi nguyên tủy bào, rồi hậu tủy bào, nghĩa là tất cả các dòng đó, rồi dòng dòng tủy bào, rồi sau đó tới bạch cầu, nghĩa là tất cả nguyên một cái dòng luôn, có nghĩa là nguyên một cái quá trình tạo máu của một tế bào, nó tăng sinh hết, nó tăng số lượng hết. Là tại sao nó tăng số lượng vậy, là tại vì là nó có hiện tượng bất tử. Và chúng ta biết rằng tế bào mà nó bất tử là cái tế bào mà nó có đặc điểm của ác tính, đúng không? Cái nhóm thứ ba nữa là sản xuất tế bào non không trưởng thành, có nghĩa là nó sản xuất những cái tế bào non trong một dòng đó đó, thì thay vì ở số 2 là nó tăng tất cả các dòng luôn, thì ở đây nó chỉ có một dòng nào đó thôi. Ví dụ như đến cái tiền tiền tủy bào chẳng hạn, thì cái dòng tiền tủy bào này bắt đầu là nó chỉ riêng cái dòng này thôi, nó tăng sinh đến dòng này thôi mà nó không biệt hóa được nữa, tại vì là nó biệt hóa từ tiền tủy bào thành tủy bào rồi hậu tủy bào, nhưng mà tới tiền tủy bào thì nó dừng ở đó và nó không có tiếp tục, nó biệt hóa, nó trưởng thành được nữa, và nó dẫn đến cái số lượng tế bào non ở cái giai đoạn đó nó phát triển nhanh chóng lên và nó không được trưởng thành, cho nên là toàn bộ những cái dòng tế bào bên dưới là nó bị thiếu đó, là một. Nhưng mà những cái tế bào này á, là nó tích tụ rất là nhiều nhưng mà nó lại lại không có chức năng, phải không ạ? Sẽ nó gây ra tình trạng thiếu máu, cũng như là nó gây giảm sản xuất những dòng tế bào khác. Cái nhóm thứ tư là nhóm sản xuất những tế bào dễ bị tổn thương đó, hay là dễ bị nó mất chức năng, ví dụ như hồng cầu hình liềm chẳng hạn. Hồng cầu liềm là nó từ ở trong trong tủy xương rồi, đúng không ạ? Thì cái hồng cầu này nó không 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 có chức năng và nó rất là dễ dễ vỡ chẳng hạn. Rồi rồi cái nhóm thứ năm nữa là tăng sinh mô sợi. Chúng ta biết là trong tủy xương thì nó có mô nâng đỡ, phải không ạ? Mô nâng đỡ nó là mô 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 lưới. Thì vì một cái lý do gì đó mà nó kích thích cái mô sợi nó tăng sinh ở trong tủy xương ha. Nó gây tình trạng sơ sơ tủy đó, và khi cái lượng sơ tế bào sợi cũng như là cái mô sơ trong nó tăng lên, và như vậy thì nó sẽ là ức chế sản xuất của những tế bào máu. Thì khi mà người ta sinh thiết tủy ra, ta thấy là chủ yếu là cái mô sơ, người ta không thấy được cái tế bào máu. Rồi cái bệnh lý thứ sáu là bệnh chuyển hóa hay là thiếu cái chất sắt, nó dẫn dẫn đến giảm sản xuất cái dòng hồng cầu, nên chúng ta dễ hiểu rồi. Rồi hoặc là thiếu hụt những cái hormone, thiếu chất sắt, hoặc là thiếu những cái hormone, ví dụ như là hormone mà nó là mà nó có khả năng là nó kích thích tạo hồng cầu, ví dụ như erythropoietin trong cái bài thận chúng ta có nêu ra, suy thận, với suy thận mạn, khả năng nó làm thiếu máu là như vậy đó. Hoặc là những cái bệnh lý khác mà nó gây ra ức chế dòng dòng tủy. Rồi cái nguyên nhân thứ bảy là nguyên nhân giảm sản xuất một hoặc nhiều tế bào máu. Ở đây đó, một là ví dụ như là giảm hồng cầu, hai đó là cái tế bào thứ hai nó là bạch cầu hạt, hoặc là thứ ba nó là tiểu cầu. Thì thường thường ở đây mình gọi là nếu mà nó giảm nhiều dòng thì mình gọi là suy tủy. Thì ví dụ người ta gọi là giảm một dòng, hay là giảm hai dòng, hoặc là giảm ba dòng, ý mình nói là giảm cả cái dòng hồng cầu, dòng bạch cầu hạt và dòng tiểu cầu ha. Thì trong những trường hợp này, khi mà người ta tìm thấy thấy rằng nó là trong tế bào máu ngoại biên, bệnh nhân thiếu máu rất là nặng,
Và nếu như người ta làm một cái tủy đồ thì thấy rằng tế bào tủy rất rất là ít, hầu như không có luôn. Mà nếu người ta làm sinh thiết tủy thì người ta thấy rằng trong cái tủy xương đó là nó không có những tế bào gốc. Thì như vậy là nó là tình trạng suy tủy. Thì suy tủy nó có nhiều nguyên nhân, khi các em học về huyết học em sẽ được nêu ra vấn đề này. Rồi cái thứ tám đó là xâm lấn tủy xương, có nghĩa là tủy xương nó bị xâm lấn bởi những bệnh lý khác, và ví dụ như là bị viêm tủy xương chẳng hạn, ví dụ như là viêm tủy xương như bệnh nhân bị cái gãy xương chẳng hạn ha. Gãy xương mà gãy hở đó, thì nếu mà nó không may nó bị nhiễm trùng vào trong tủy xương thì sẽ gây ra là viêm xương, tủy xương. Thì hiện tượng viêm như vậy thì nó dẫn đến là gì, nó là tăng sinh cái bạch cầu đa nhân trung tính trong đó rất rất là nhiều, và nó sẽ xâm lấn, nó sẽ ức chế cái phần tạo máu ở cái vùng tủy xương mà nó bị viêm. Còn trường hợp thứ hai nữa là trường hợp nó là viêm tủy xương mà qua đường máu, ví dụ bệnh nhân có một cái nhiễm trùng huyết qua đường hô hấp hay qua đường tiêu hóa hay qua đường da, nhưng mà không may là tác nhân này nó đi theo đường máu, nó đi vào ở trong tủy xương, nó vào trong những cái mao mạch nào, những mạch máu ở trong xương, và vào trong những cái mao mạch của tủy xương, và nó gây ra nhiễm trùng lan tràn trong tủy xương luôn. Thì như vậy chúng ta gọi là viêm viêm tủy xương mà do đường đường máu chẳng hạn. Rồi, hoặc là cái trường hợp thứ hai nữa đó là trường hợp viêm ha. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là trường hợp ung thư, một số cái ung thư mà di căn vào trong tủy xương, ví dụ như ung thư tuyến giáp hoặc là ví dụ như là ung thư của tuyến tiền liệt chẳng hạn ha. Thì nó khả năng nó đi vào trong trong tủy xương mà nó xâm lấn vào trong tủy xương. Thì cái phần này là chúng ta biết như vậy thôi, chúng ta sẽ không có ở đây trong cái bệnh học của tủy xương. Thì đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây là của tủy xương bình thường, chúng ta thấy đây là có phần màng xương đây ha, đây là cái phần này là phần xương xương xốp đây, và trong này nó chứa cái tủy tạo huyết. Thì trong này chúng ta sẽ nhìn thấy được đây là những cái tế bào mỡ đây ha, và những cái tế bào tạo máu đây là tủy xương bình thường. Chúng ta qua cái hình ảnh thứ hai, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái phần, cũng là cái phần xương, chúng ta thấy đây là cái phần xương xương xốp này. Như bên trong này chúng ta sẽ thấy so với cái hình tủy xương bình thường, ta thấy sao, chúng ta thấy hầu như là nó chỉ tế bào nó chỉ lác đác thôi, nó có những cái mô nâng đỡ, chúng ta nhìn thấy mô nâng đỡ cũng thưa thớt, và chủ yếu là tế bào mỡ này. Chúng ta nhìn thấy rằng nó là rất ít tế bào tủy. Thì đây trường hợp này nó gọi là trường hợp sinh thiết cho thấy rằng đây là một cái tủy xương bất sản ha, hay là còn gọi là một cái suy tủy xương, nghĩa là tủy xương nó không có chức năng sinh sản, nó không có tế bào. Nhưng ngược lại là chúng ta sẽ có một cái hình ảnh của tủy xương, chúng ta thấy nhìn trong này chúng ta thấy trong tế bào mỡ thì nó có mà rất ít, nhưng mà xen trong đó là tế bào rất là nhiều, mà đặc biệt là những cái tế bào nó dị dạng, ăn nó bất thường. Ở ngoài những cái đại bào của cái tiểu cầu ra, chúng ta còn thấy được những cái tế bào bất thường, kích thước nó rất rất là lớn nè, nó chen nó dày đặc ở trong trong tủy xương này. Chúng ta gọi là tăng sinh, tủy xương tăng sinh, nhưng mà do có những cái tế bào bất thường như thế này, chúng ta gọi là tăng sinh ác tính đây ha. Và dưới con mắt của cái người mà chuyên khoa về huyết học, người ta sẽ đọc được, người ta biết rằng là cái này là do cái dòng tế bào này. Ở đây thì chúng ta không không có đòi hỏi như vậy, phần này cái phần nó rất là khó, nhiều khi phải học tới chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 thì mới được đào tạo để mà đọc những cái lam tủy xương ác tính như thế này. Như vậy là tủy xương thì chúng ta nhớ hai cái hình này ha, là cái phần tủy xương bất sản và tủy xương tam sản ác tính hay tam sinh ác tính. Rồi chúng ta qua cái phần hạch bạch huyết thì chúng ta chỉ đọc những cái phần cơ bản thôi. Thì hạch bạch huyết thì đối với lại những bệnh bệnh lý hạch bạch huyết thì nó có tạm gọi là hai nhóm, một cái nhóm là nó liên quan đến nó không u và nhóm liên quan đến u. Thì cái nhóm liên quan không u thì chủ yếu nó là liên quan đến thần thần viêm. Thì viêm ở đây thì chúng ta cũng có thể một cái trường hợp là viêm viêm hạch bị hoại tử này, hay là nó nghe là hạch nó bị viêm và nó có tình trạng hoại tử. Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái cấu trúc hạch ở đây là cái vùng vỏ, là vùng cần vỏ là nó hầu như nó bị phá hủy hết, chúng ta không nhìn thấy được những cái nang lympho nữa, phải không ạ? Và chúng ta thấy được cái phần vỏ vỏ phần cần vỏ đây là nang không còn nữa, còn còn cái phần xoang tủy thì nó rộng ra, và trong này nó chứa đây là những cái mô hoại tử trong này đây, những tế bào hoại tử, lympho hoại tử, rồi những cái đại thực bào vân vân, đây là tạo thành một cái mô hoại tử, nó có chứa cái chất hoại tử nằm bên trong. Đây là cái hình ảnh của một cái hạch nó hoại tử. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là cái trường hợp lao hạch, thì nó cũng có tình trạng viêm viêm lao, thì nó là viêm viêm bán cấp thôi mà. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được đây là cấu trúc lympho
Ở một số cái hạt đó mà giai đoạn đầu đó thì nó còn cấu trúc lipo, nhưng mà những cái hạt mà lao mà ở giai đoạn sau đó thì nó sẽ mất đi cả những cái cấu trúc của những nang bạch huyết. À, chúng ta chỉ thấy được có những cái tế bào lipo nằm bị dạng phía, và đây là nguyên một cái mô. Đây là chúng ta có cái mô này là mô hoại tử nè, cái này gọi là hoại tử ba đầu ha. Và trên cái mô hoại tử ba đầu chúng ta nhìn thấy được những cái tế bào rất là đặc hiệu của cái lao. À, chúng ta nhìn thấy đây là những cái đại thực bào đây. Rất là đặc hiệu của lao, vừa có mô hoại tử và vừa có đại thực bào. Ở trong cái bài 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 lao thì tôi đã nêu ra rồi ha, trong lao phổi chẳng hạn. Rồi trên cái hình về cái ung thư ung thư thì ung thư mà đối với lại u ác á, mà ở hạch á, thì nó có hai nhóm. Một cái nhóm là di căn hạch, và một nhóm thứ hai nữa là u nguyên phát ở hạch. Đây thì chúng ta chỉ nêu ra cái nhóm mà tiêu biểu là nhóm di căn hạch thôi. Thì trong những cái bài hồi năm thứ hai các em đã được học rồi, tôi sẽ không có đi sâu đây, nhưng các em phải biết đây chúng ta có mô hạch. Nhưng mà mô hạch này á, là nó có những cái tế bào u, như đây là hạch, trong này nó có mô hạch đây. Nhưng mà cái cấu trúc của những cái nang lipo nó bị phá vỡ đó, xem vào trong đó là nó có những cái cấu trúc mà chúng ta thấy là hình hình dạng tuyến, nó có chia ra những cái nó gọi là những cái nhú đó. Và ở đây chính là những, và khi mà mình nhuộm mình có thể nhìn thấy được đây là những cái tế bào của tuyến giáp đây ha, mà gọi là carcinoma tuyến giáp dạng nhú mà di căn hạch. Đây là những cái nhú mà di căn hạch đây. Đây là cấu trúc của đây là những cái đám tế bào ung thư nó tạo thành nhú, nó di căn vào trong hạch, chúng ta gọi là cái ung thư tuyến giáp di căn hạch. Cái trường hợp này á, là trường hợp đây là cũng là cấu trúc hạch đây, mà chúng ta thấy rằng cái cấu trúc hạch này nó cũng bị phá hủy hoàn toàn, như là không còn thấy được rõ là cái phần vỏ, rồi cái phần cận vỏ, rồi phần nang lympho, mà thay vào trong đó chúng ta thấy rằng là trong này nó có những cái đám cái tế bào, những cái tế bào lạ nó tạo thành những cấu trúc tuyến nằm đây nè. Đúng không ạ? Nó nằm ở trong cái mô hạch này đây, và đây là xung quanh đây là cái mô lympho đây. Thì những cái cấu trúc tuyến này á, là mình nhìn nó này, đó là cấu trúc tuyến của đại tràng. Đó. Thì chúng ta chẩn đoán nên cái lam này chính là gì, là một cái ung thư đại tràng mà nó di căn vào trong trong hạch. Thì đây là cái dạng mà ung thư mà di căn hạch. Còn đối với lại cái u mà nguyên phát ở hạch đó, thì mình gọi chung nó là lymphoma. Thì lymphoma ở đây là sao, là bệnh nhân là thường lâm sàng bệnh nhân có cái hạch nó nổi to lên, nó không có đau cứng chắc. Và khi chúng ta đang phân biệt đây là một cái hạch này là hạch di căn hay là cái hạch nguyên phát, thì người ta sẽ, nếu là hạch di căn thì ta sẽ tìm cái di căn, ví dụ như ta rà soát tuyến giáp và có ung thư hay không, rà soát dạ dày, rà soát đại tràng, rà soát vú, rà soát buồng trứng, tử cung vân vân, ta xem coi có cái gì nó di căn hạch hay không. Thì nếu mà chúng ta không có tìm thấy mà chúng ta xin thiết cái hạch này, chúng ta thấy đây là một cái mô hạch, chúng ta thấy rằng nó dày đặc, nó tế bào, chúng ta nhìn ấn tượng đầu tiên thấy là đám tế bào rất là dày đặc, như là tăng sinh tế bào, bào tăng sinh trong mô hạch rất là nhiều. Và ở độ phóng đại lớn hơn chúng ta sẽ thấy sao, là những cái tế bào lympho mà gọi là những tế bào lympho trưởng thành đó, mô lympho của hạch nó không còn nữa. Và chúng ta thấy thay vào đó, chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái tế bào nó dị dạng, to nhỏ không đều, nhân nó xốp, hạt nhân nó to, kích thước nó không đều nên nó chiếm đầy hết mô hạch. Thì chúng ta gọi đây là một cái tăng sinh ác tính của hạch bạch huyết. Mà hạch này ví dụ như là nó nằm ở ngoại vi, ví dụ dùng cổ, dùng nách hay dùng bẹn chẳng hạn đó, hoặc là ở một cái vùng ngoại vi nào đó, thì chúng ta sinh thiết chúng ta nhìn thấy được cái hình ảnh ác tính thế này, thì chúng ta sẽ chẩn đoán đây là một cái bệnh lý lymphoma hay là một cái u ác tính nguyên phát của hạch bạch huyết. Thế thì trong cái u ác tính của bạch bạch huyết thì người ta chia làm hai hai nhóm, đó là nhóm lymphoma Hodgkin và lymphoma non-Hodgkin. Thì đối với các em thì cũng không có đòi hỏi là phải chẩn đoán được cái là Hodgkin hay là non-Hodgkin, vì cái này nó cũng là một cái phần rất khó. Tôi chỉ lấy ra một cái bệnh lý cụ thể thôi để cho các em có thể có hình dung, đó là một dạng lymphoma Hodgkin. Thì lymphoma Hodgkin đó, thì cái tế bào mà ác tính đó, thì nó có phần lớn ha, là nguồn gốc nó từ từ tế bào B hay là từ lympho B. Thì cái hình ảnh tổn thương của nó đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn thấy được gì, chúng ta nhìn thấy trong cái này ở đây là cái tình trạng tăng sinh rất là nhiều tế bào, trong đó có rất là nhiều tế bào u, không tế bào bất thường đây. À, bình thường nó chỉ có tế bào lympho bào thôi, với lại cái mô nâng đỡ thôi. À, mà bây giờ là trong trong hoặc là đại thực bào thôi. Còn ở đây là chúng ta nhìn thấy được những cái tế bào rất rất là dị dạng, rất là đặc biệt ha.
Thì đây là những cái tế bào lympho ác tính này. Thì đặc điểm của nó là nó sẽ nhìn thấy nó gồm có, thứ nhất là những tế bào, nó gọi tế bào U, Richter-Stenberg. Tế bào Richter-Stenberg đây là tế bào mà nó có hai nhân, có hai hạt nhân rất là rõ, nó tạo thành cái hình gọi là hình mắt cú đây, đúng không ạ? Mà hình cái mặt của con chim cú đây. Ngoài ra nó cũng có những cái tế bào một nhân, nhưng mà nhân nó rất là dị dạng. Thì những cái tế bào mà nó có hai nhân và hai hạt nhân mà nó rõ hình mắt cú thế này, mình gọi nó là tế bào Richter-Stenberg. Còn những tế bào dị dạng mà nó chỉ có một nhân thôi thì mình gọi nó là tế bào U Hodgkin. Rồi thì ở đây á, thì ngoài ngoài cái tế bào Richter-Stenberg, tế bào Hodgkin thì chúng ta còn thấy những cái tế bào nó nền, nó có những cái lympho bào nè, phải không ạ? Những lympho bào trưởng thành hình nhỏ nhỏ nhỏ, đây là những hạt nhỏ, đây là lympho bào trưởng thành đây. Rồi chúng ta cũng thấy được đó là cái tương bào, và chúng ta cũng thấy được một số nó là tương bào, hay là những tế bào mà nó sản xuất ra cái kháng thể đó. Ví dụ đây chúng ta có thể nhìn thấy một cái hình tương bào đấy ha, bào kích thước này chúng ta thấy là nhân nằm lệch trong phía, và cái phần bào tương ở đây là nó sáng màu đây, sản xuất kháng thể là tương bào. Ta có lympho bào mũi tên, chị chúng ta có bạch cầu đa nhân ái toan, không ạ? Đây là cái hình bào tương của nó bật cái màu 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 eosin màu toan đây ha. Thì nếu mà trong một cái hạt biến ra, người ta nhìn thấy được có những tế bào đặc hiệu, nó là những tế bào Richter-Stenberg nè, rồi tế bào Hodgkin nè, rồi chúng ta thấy có lympho bào trưởng thành, chúng ta thấy có tương bào trên nền cái mô vim, rồi chúng ta thấy được những cái tế bào bạch cầu ái toan nữa, thì chúng ta chẩn đoán đây là một cái lympho Hodgkin, lymphoma Hodgkin nha. Một cái đây chúng ta nhìn thấy một cái Hodgkin ha, thì chúng ta sẽ thấy được một số trường hợp mà chúng ta thấy đây là những tế bào Hodgkin rất rất là nhiều ở đây đây ha. À, những tế bào Hodgkin này trên cái hình này thì chúng ta không thấy được rõ cái tế bào gọi là tế bào Richter-Stenberg. Đây là những tế bào Hodgkin này. Rồi sang bên này là chúng ta nhuộm một cái gọi là nhuộm hóa mô miễn dịch ha, CD30, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái tế bào U là nó bắt màu đây đây, và nó cũng tương đối đây là CD30. Thật ra người ta nhuộm rất là nhiều cái marker mới chẩn đoán được, như tôi lấy một cái ví dụ thôi, người ta dùng cái kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch để người ta nhuộm nhuộm để người ta nhận diện được đâu là này là tế bào dòng B, tế bào dòng dòng T, thì mình nhìn thấy được đây, có thể phát hiện đây là tế bào dòng B. Rồi rồi thì đó là cái nội dung cái buổi học ngày hôm nay ha các em. Thầy ơi, thầy nói giùm em cái slide số 19 hình số 2 thầy. Slide số 19 hả? Cái hình này đây hả? Phải hình này không em? Dạ không, ở trên cái chỗ mà số 6 mô lympho niêm mạc á thầy. Đây phải không ạ? Đây phải không? Dạ dạ đúng rồi thầy. Rồi em cần hỏi gì ạ? Dạ hình số 2 thầy nói lại với em. Cái hình ở bên bên phải đó phải không ạ? Dạ 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 đúng rồi. Rồi thì cái hình này thì chúng ta thấy được cái gì? Chúng ta thấy được là đây là những cái tế bào lympho nè ha, mà nó nằm nó chui vào trong cái tế bào biểu mô phải không ạ? Ở đây chúng ta nhìn thấy là một cái niêm mạc ruột đây, chúng ta thấy đây là biểu mô này, biểu mô trụ đơn có vi nhung mao đây, ở đường tiêu hóa đây ha, thì đây là nó nằm ở trong rải rác ở trong cái biểu mô của niêm mạc ruột, đây là một tế bào lympho. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy được những cái tế bào lympho nó nằm ở cái lớp 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 đệm của nó đây ha, đây là những tế bào lympho nằm ở lớp đệm đây. À, đây là một cái đám tế bào lympho nằm ở lớp đệm của cái niêm mạc ruột, phải không? Rồi còn gì hỏi nữa không ạ? Số 3, số 4 là gì? Số 3 ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy đây là điển hình của cái tương bào này ha. Chúng ta nhìn thấy ở đây là nhân nó nằm lệch nhiều phía, và cái bào tương của nó nhiều này, kích thước đây là tương bào đây. À, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là vừa có tế bào lympho mà vừa có tương bào đây.
Rồi. Rồi, còn hỏi gì nữa? Rồi, có còn hỏi hình nào nữa không? Dạ, thầy ơi, cái slide số 6 này, cái hình thứ 3. Hình này phải không ạ? Dạ, hình số 1 là như thế nào? Cái hình số 3 nhưng mà chi tiết số 1 không thầy? Tức Cái hình là số 3 là chi tiết đại số 1 bài. đó hả? Cái này theo các em, cái này nó là cái hình gì? Tế bào gì? Bào, đại bào, Hả? đại bào. Đại bào. Rồi, có ý kiến khác không? Cầu đơn nhân. Cầu đơn nhân. Rồi. Có ý kiến gì khác không ạ? Eosinophil. Đúng rồi, đây nó chính là cái bạch cầu hạt thái toan đó ha. Còn tại sao nó không phải là cái bạch cầu tại sao nó không phải là cái mono bào? Là vì cái thứ nhất á, là cái mono bào á, là thường thường đó là nó không có cái kiểu phân thùy mà nó cái thùy của nó mà nó được trơn tru, nó được hài hòa thế này ha. Thường thường á, là nó sẽ nhăn nhúm, nó tạo thành những cái nếp gấp. Đấy. Kích thước á, thì nó có thể là nó bằng hoặc nó lớn hơn tí xíu thôi, thì chúng ta khó phân biệt kích thước khi chúng ta so với hồng cầu đó, nhưng mà ngược lại chúng ta sẽ nhìn thấy cái bờ của cái nhân của nó, phải không ạ? Ở đây thì rõ ràng là nó có trạng giống như là phân theo kiểu thùy, và cái bờ của nhân thì nó mềm mại hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đặc biệt đó là chúng ta sẽ biết rằng đó là mono bào đó, là cái bào tương của nó là nó chứa rất ít hạt, màu bào tương của nó chứa sáng màu. Còn đây mình thấy là nó bắt cái màu màu axit rất rất là rõ ha. Ở đây chúng ta sẽ xem một cái mono bào, chúng ta thấy không, đây là cái mono bào này, phải không ạ? Cái rìa của cái bờ của nhân chúng ta nhìn thấy sao, nó nhăn nhúm, phải không, nó không có tròn đều. Và cái thứ hai nữa chúng ta thấy là cái bào tương của nó sáng màu nè, nó không có bắt cái hạt 3 giờ, hoặc là không có bắt cái hạt axit axit giống như là cái gì. Rồi, còn câu hỏi gì nữa không ạ? Cái phần phần slide là đã gửi rồi ha, mấy em coi thêm là phần slide ha. Cái phần slide 27 này á, là cái slide 26 này các em cần biết, cái slide 27 thì giống như là để tham khảo thôi. Rồi, nếu mà không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta dừng ở đây được chưa ạ? Được rồi ạ. Rồi, như vậy thì các em sẽ dựa trong cái slide đó các em ôn bài ha. Còn cái phần cái bài lý thuyết thì tôi đã up lên trên cái Microsoft Teams cho mấy em rồi đó ha. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, rồi, rồi xin chào các em. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra vào thứ sáu ạ. À.